Tóm tắt, quyển sách cha giàu, cha nghèo. Có bao giờ bạn tự hỏi rằng, nếu bạn ngưng làm việc thì bạn có thể tồn tại được bao nhiêu lâu với số tiền tiết kiệm còn lại của bạn? Trả lời được câu hỏi này sẽ giúp bạn hiểu được định nghĩa của sự giàu có. Đây là Robert Kiyosaki. Ông ấy là một nhà đầu tư người Mỹ, là doanh nhân, là tác giả và là một bình luận viên tài chính nổi tiếng trong những năm gần đây ông có giá trị tài sản ước tính khoảng 80 triệu đô la. Có thể bạn đang nghĩ có lẽ ông ta lớn lên trong một gia đình giàu có nào đó. Nhưng thực tế là gia đình của ông ta cũng giống như hầu hết những người phải đi làm công ăn lương. Những người mà không có nền giáo dục tốt nhất về tài chính và thường phải chặt vật với tiền bạc để sống mỗi ngày. Vậy thì làm thế nào mà Robert có thể trở nên giàu có như ngày hôm nay? Hãy cùng lắng nghe anh ấy giải thích trong cuốn sách bán chạy nhất có tên là Cha giàu cha nghèo. Robert Kiyosaki sinh ra ở Hilo, Hawaii vào tháng 4 năm 1947. Ở tuổi lên 9, Robert đã được học ở một ngôi trường công lập trong thị trấn, nơi mà những gia đình giàu có như bác sĩ, chủ doanh nghiệp và nhân viên ngân hàng cũng gửi con của họ tới đó học. Ngày đó, Robert nhận thấy rằng những đứa trẻ nhà giàu thường không muốn kết bạn với anh vì gia đình của anh không đủ tiền để mua cho anh những bộ sưu tập đồ chơi đắt tiền và xe đạp giống như chúng. Thế là một ngày nọ, Robert hỏi cha là một người có bằng tiến sĩ và nhiều bằng đại học xuất sắc. Bố ơi, làm thế nào để mình có thể trở nên giàu có vậy? Thật không may là cha của Robert cũng không biết câu trả lời đúng. Bởi vì bản thân của ông ấy không phải là một người giàu có. Vì vậy, ông ta đã trả lời rằng: "Sử dụng cái đầu của con, cố gắng học giỏi để sau này có thể tìm được một công việc ổn định và lương cao." Người cha của Robot được ám chỉ là người cha nghèo trong cuốn sách này. Thực sự ông ấy không nghèo vào thời điểm của Robot hỏi. Trên thực tế, ông ấy đã kiếm được nhiều tiền vào thời gian đó. Nhưng khi về già Cuộc sống tài chính của người đàn ông này đã thay đổi theo chiều hướng tệ hơn rất nhiều. Cũng tại thời điểm đó, bé Robert có một người bạn tên là Mai và cha của Mai sẽ được xem như là người cha giàu trong cuốn sách này. Cha của Mai đã bắt đầu tư vấn cho Robert và Mai về cách làm thế nào để trở thành thực sự giàu có. Mặc dù tại thời điểm này, người cha giàu vẫn chưa thực sự giàu có. Nhưng ông đã sớm trở thành một trong những người giàu có nhất Hawaii. Vậy thì người cha giàu đó đã dạy điều gì cho Robert? Người cha giàu đã vẽ lên một nền tảng tài chính vững chắc vào tâm trí trẻ em với nhiều nguyên tắc quan trọng. Để bắt đầu bài học đầu tiên mà bạn cần đó chính là sự khác biệt giữa tài sản và một tiêu sản. Và tất nhiên là bạn cần phải mua tài sản nếu bạn muốn giàu có thì đây là tất cả những gì bạn thực sự cần biết và hiểu nhất người giàu thì thâu nhiều tài sản trong khi những người nghèo và tầng lớp trung bình lại có xu hướng mua nhiều tiêu sản mà họ cứ tưởng rằng đó là tài sản phần lớn những rắc rối về tài chính xảy ra nguyên nhân chỉ đơn giản là không biết sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản một tài sản là một cái gì đó lấy tiền và đặt vào trong túi của tôi. Còn tiêu sản là một cái gì đó lấy tiền từ trong túi của tôi ra. Ví dụ, hãy nhìn vào dòng tiền của một cá nhân bình thường, người này kiếm được thu nhập là tiền lương từ một công việc ổn định. Mỗi tháng, người này phải sử dụng số tiền này cho loại chi phí thực phẩm, quần áo, giải trí và đi lại, vân vân. Thật không may là người này không có tài sản, nhưng lại có rất nhiều tiêu sản, thứ mà liên tục lấy tiền ra khỏi túi của người này. Thậm chí nếu người này đang mua nhà trả góp hàng tháng thì chính ngôi nhà cũng đang là tiêu sản. Bây giờ hãy xem mô hình dòng tiền của người giàu có hoạt động như thế nào. Thay vì chỉ trông cậy vào nguồn tiền duy nhất đến từ tiền lương thì người giàu sẽ mua thêm tài sản Thứ mà sẽ mang tiền vào túi của họ là một hình thức thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động là thứ kiếm được tiền mà không yêu cầu bạn phải đánh đổi thời gian của mình cho nó. Điều này có nghĩa là bạn sẽ kiếm tiền ngay cả khi bạn đang ngủ. Ví dụ về tài sản là các hình thức doanh nghiệp mà không yêu cầu sự hiện diện của bạn, đó là cổ phiếu, trái phiếu, vân vân. Hoặc các thu nhập thụ động khác chẳng hạn như tiền bán bản quyền một bài hát hay một hình ảnh nào đó, hoặc bất cứ thứ gì có thể tạo ra thu nhập mà không yêu cầu bạn phải dành nhiều thời gian và công sức cho nó. Quay trở lại với người cha nghèo đã được đề cập ở trên. Mặc dù ông ấy đang kiếm được khá nhiều tiền từ công việc của mình, nhưng chi phí của ông dường như luôn theo kịp thu nhập của ông. Và nó đã không bao giờ cho phép ông đầu tư vào tài sản. Đây là lỗi của việc có thu nhập bằng với chi phí và có ít tài sản hơn tiêu sản. Ngược lại, báo cáo tài chính cá nhân của người cha giàu phản ánh kết quả của một cuộc đời dành cho đầu tư và giảm thiểu tiêu sản. Ông ta có thu nhập lớn hơn chi phí vì có nhiều tài sản hơn tiêu sản. Đây là lý do tại sao người giàu ngày càng giàu hơn tài sản của họ sẽ tạo ra thu nhập không những đủ để trang trải chi phí, mà còn đủ dư để tái đầu tư cho các tài sản khác. Khi cột tài sản tiếp tục phát triển thì thu nhập cũng sẽ tăng theo nó. Như bạn đã thấy, cả hai ông bố đều làm việc chăm chỉ, nhưng họ có thái độ và suy nghĩ rất khác nhau về tài chính. Một người cha đề nghị học tập chăm chỉ để bạn có thể làm việc trong một công ty tốt. Trong khi người cha còn lại đề nghị bạn học chăm chỉ để bạn có thể mua được một công ty tốt một người cha nói lý do tôi không giàu vì tôi có con trong khi người cha khác nói lý do tôi phải giàu vì tôi có con một người khi nói về tiền thì khuyên nên chơi an toàn và đừng chấp nhận rủi ro người khác lại khuyên nên học cách quản lý những rủi ro có thể gặp một người nói tôi không đủ khả năng để làm việc đó. Người còn lại thì khuyên làm thế nào để tôi có đủ khả năng đó. Mặc dù cả hai người cha đều có sự tôn trọng rất lớn đối với giáo dục và học tập. Họ chỉ không đồng thuận với nhau về điều gì quan trọng hơn để học. Robert đã học được từ người cha giàu về sự thật được phản ánh qua phần lớn dân số, đó là cuộc sống được vận hành bởi hai cảm xúc: sợ hãi và tham lam. Chính điều này sẽ khiến cho bạn bị mắc kẹt trong một mô hình thức dậy, đi làm và thanh toán hóa đơn. Cảm xúc sợ hãi sẽ giam cầm những người này trong cái bẫy của việc làm, kiếm tiền và hy vọng nỗi sợ sẽ mất đi khi đã có tiền. Cảm xúc thứ hai là lòng tham. Hầu hết mọi người đi làm là vì tiền. Họ mong muốn tiền bạc để tạo ra niềm vui mà họ nghĩ rằng có thể mua nhưng niềm vui mà tiền mang lại thường là ngắn ngủi và sớm cần nhiều tiền hơn để có nhiều niềm vui hơn cả nỗi sợ hãi và lòng tham đã khiến cho nhiều người trở nên cuồng tín về việc đi học để sau này có một công việc lương cao xin đừng hiểu lầm là tôi không khuyến khích đi học tôi chỉ muốn nói rằng đi học và có việc làm tốt là điều đúng đắn và rất quan trọng nhưng đó không phải là cách chính xác để giải quyết được nỗi sợ hãi trong bạn để có thể xử lý được nỗi sợ hãi đó, bạn cần phải học sức mạnh của đồng tiền và không được sợ nó. Thật không may, hầu hết các trường không dạy về điều này và nếu bạn không học nó, bạn sẽ trở thành nô lệ của tiền bạc. Trong thực tế, đối với hầu hết mọi người, một công việc là thu nhập chính. Nhưng đối với người giàu, thì tài sản sẽ tạo ra nguồn thu nhập của họ. Hãy áp dụng những bài học này vào cuộc sống của bạn nếu bạn muốn thoát ra khỏi cái bẫy, thức dậy, đi làm và thanh toán hóa đơn. Giờ, nếu tôi hỏi bạn rằng, nếu bạn bắt đầu ngưng làm việc từ hôm nay, thì bạn có thể sống được bao lâu? Bạn có thể sẽ cười và nói rằng, tôi không còn làm việc vì tiền nữa, mà tiền đang làm việc cho tôi. Xin chúc mừng bạn. Tôi rất muốn được chia sẻ về nhiều kiến thức khác nhau. Hãy nhấn vào các video xuất hiện trên màn hình hiện tại và tôi sẽ gặp bạn ở đó xin cảm ơn vì đã xem đoạn phim này và nếu thấy thông tin hữu ích thì vui lòng nhấn thích và đăng ký ở bên dưới nhằm khuyến khích kênh tạo thêm nhiều phim khác